Xin chào cả nhà, em là bộ loa vi tính mini Miro di Murulat vậy nè, ngoại hình còn đẹp ha, máy móc thì nguyên zin, con này cũng còn ok lắm, không có chạy chùa chóc gì trơn ha, còn đẹp ha, nghe ok ha. Con cái là khi chùi dây AV ba ly gửi của em nó lỏng lỏng, lúc nó nghe không được hay thôi. Còn keo gì chứ, còn dán keo á. Bài ngang bạn này là 15 ha. Bài ga bạn này là 19. Bài cao nó là 20 ha. Rồi, đây em quay ngoại nội thất hết cho quý khách xem ha. Đó, em sẽ test âm thanh sau ha. Bộ này em bán giá 200.000 ha. Điện 220. Không sức mẻ gì chân ha, sao đứt nè. Đây điện 100V, ổ điện 220 240V ha, Trung Quốc tắt nè ha. Dưới đây nó có cái lò bát nè. Ok ha, ngoại hình thì chuẩn nha ha quý khách. Mặt đèn lên nè, đó ha, nó gồ gồ đó, trời mày, để làm chuẩn rồi bắt thử nhiêu ha. Rồi, em bắt lại coi. Rồi, chuẩn luôn. Rồi ok, chuẩn nha. Quý khách cô chú anh chị em nào có mua dùng xài biếu tặng, liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok, qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa em xin chân thành cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi sản phẩm của em. Em xin chào và xin hẹn gặp lại.